Hello cả nhà. Ở clip này thì chắc là em Yến sẽ lên cho mọi người dòng Exciter ha cả nhà, phiên bản 2024, đời 2024 là các phiên bản cho mọi người từ tiêu chuẩn cao cấp, phiên bản ABS và một số màu sơn 3D, cũng như là sẽ cập nhật giá xe phiên bản 2023 cho cả nhà mình trong cái thời điểm mà đang trên đà hết xe. Thì cả nhà mình xem được video của em á, cả nhà mình đang có nhu cầu mua dòng xe nào hoặc là đang có quan tâm những cái dòng Exciter, đặc biệt là phiên bản cũ ha, thì cả nhà mình nhanh tay liên hệ cho em Yến, em Yến sẽ gửi những cái màu còn lại ở cửa hàng để mọi người nếu như mà có nhu cầu quan tâm thì chốt được xe trong cái thời điểm này, tại vì đây là cái lô xe cuối cùng rồi cả nhà, và đang cập nhật về bản 2024 rồi ha. Thì kế bên em sẽ có cho mọi người một cái màu sơn 3D. Thường thì cái màu xám xi măng này không bao giờ lỗi thời nha anh chị, lúc nào cái màu này bán cũng rất là chạy tại cửa hàng em luôn, cứ sơn lên là sẽ bán được xe ha cả nhà. Em này thì em đang lên cho mọi người là từ phiên bản phanh ABS đời 2024. Mọi người thấy cái thiết kế của nó là thiết kế mới hoàn toàn luôn nè. Về sơn 3D thì cái phần tem này sẽ sơn trực tiếp lên dàn áo xe. Màu sơn sẽ được hỗ trợ bảo hành cho mọi người là 1 năm ha. Các tình trạng bong tróc sơn, nổ sơn sẽ được sơn lại miễn phí cho cả nhà mình. Còn về bảo hành máy móc thì sẽ được bảo hành theo chế độ hãng 3 năm hoặc 30.000 cây nha cả nhà. Em này thì sẽ được hỗ trợ cho mọi người là thiết kế mới. Thì ở cái phiên bản 2024, cái em này nó sẽ có cái phần mão xe ha. Mão xe được nhọn hơn, nhô cao hơn cái phần tay tay thỏ này, gọi là tay thỏ hoặc gọi là cái cạnh xe cũng được cả nhà. Cái phần này thì nó sẽ nhọn hơn nha, có thêm một cái lỗ thông gió ở đây ha. Rồi ngoài ra thì nó sẽ được gọt sắc nhọn hơn, cái phần này nó nhô lên nhiều hơn so với phiên bản cũ, và mọi người nhìn cái bề ngang của xe nó cũng sẽ được thon thả hơn so với bản cũ, nó bị xề ra một tí xíu ha. Nếu mà mọi người nhìn sơ thôi thì sẽ không có thấy nhiều cái sự thay đổi, nhưng mà giữa hai con xe đời 2023 và đời 2024 mà dựng kế nhau thì mọi người sẽ nhìn thấy nó thay đổi khác nhau rất là nhiều nha. Và ở cái phiên bản này thì mọi người lưu ý giùm em Yến là cái cụm đèn pha này nó sẽ không tắt được, nó sẽ sáng ngày đêm khi mà anh chị vận hành xe ha. Thì bên em đang có hỗ trợ cho mọi người là công tắc đèn, thì mọi người có quan tâm phần này mọi người nhắn tin trực tiếp em sẽ tư vấn kỹ hơn. Rồi cái phần thứ hai sẽ được thay đổi thêm, đó chính là một cái công tắc, một cái nút để bật xi nhan ưu tiên. Xi nhan ưu tiên là mình sẽ bật 4 cái xi nhan cùng một lúc ha cả nhà, 4 cái xi nhan hai bên cùng một lúc, cả trước và sau luôn nha. Gọi là xin đèn ưu tiên ở xe ô tô thì được trang bị lên dòng xe này rồi nha mọi người. Rồi sẽ có thêm một số tính năng cho mọi người là ở cái phiên bản này sẽ trang bị cho anh chị là cụm phanh ABS. Ở đây ha, đây cả nhà, mọi người có thể xem kỹ hơn khi mà em quay lên hình ảnh cho mọi người. Cụm phanh ABS, phanh chống trơn, chống trượt, chống bó cứng xe cho mọi người ha. Và sẽ có thêm cho mọi người là công tắc ngắt động cơ tạm thời. Cái công tắc này thì được trang bị ở các phiên bản cũ rồi, chỉ có những cái xe 150 mà đời cũ hơn những cái năm mà 2017, 2016 thì mới không có công tắc này thôi. Từ năm, hình như là từ năm 2020 trở đi là đều được trang bị cái này rồi nha, rất là tiện lợi khi mà anh chị sử dụng dòng xe này ha. Dạ rồi, hiện tại thì ngay cái em xe này trang bị cho mọi người phanh ABS nè, khóa thông minh này, có cổng sạc cho mọi người, và lên từ cái phiên bản cao cấp nhất bao gồm cả màu sơn 3D thì em Yến đang để cho mọi người chỉ từ khoảng là 51 triệu thôi. Cả nhà mình đặt lịch mua xe với em theo số điện thoại bên dưới màn hình sẽ được hỗ trợ giảm thêm 2 triệu chi phí xăng xe đi lại nữa nha. Ngoài ra thì còn rất là nhiều màu sơn 3D, mọi người cùng em xem qua nha. Một cái màu xe mà anh chị săn đón rất là nhiều trong cái năm vừa rồi đó chính là màu đen tem xanh. Em này thì được mệnh danh là một cái màu xe bán rất là chạy tại cửa hàng em luôn, tại vì cứ về xe là sẽ bán được xe ha. Nhưng mà rất là buồn cho mọi người là tại vì cái em này về khá là ít màu, cho nên là ở cái phiên bản này em xin đính chính cho mọi người luôn, đây là màu sơn 3D nha. Và ở phiên bản 2024 thì bên em Yến lên vài ba màu này rồi. Mọi người đang có nhu cầu quan tâm mà chưa mua được xe trong cái thời điểm vừa rồi hoặc là trong thời gian trước thì mọi người có thể quan tâm em này nha. Hiện tại thì cái màu này em đang lên từ cái phiên bản khóa cơ, nhưng nếu mà mọi người muốn lấy khóa thông minh hoặc là muốn lấy phiên bản phanh ABS thì đều có màu này hết nha. Màu đen tem xanh dương và chữ ẹt 155 ở đây thì được trang bị trang cho mọi người là cái màu bạc trắng nha, rất là đẹp ha. Tem đầy đủ cho mọi người, Exciter đằng sau là VVA ha cả nhà. Em này thì hiện tại là bao gồm cả chi phí lên sơn 3D như thế này chỉ có 46 triệu thôi. Nó ngang giá và sắp xỉ cái phiên bản của 2023. Cho nên là mọi người đang có nhu cầu mua xe những cái màu sơn 3D hoặc là những cái màu zin một hoặc hai phiên bản thì mọi người cứ nhắn tin cho em Yến đã. Em sẽ tư vấn cho mọi người cân nhắc về các tính năng nè, rồi giá cả,
phần trả trước thì để cho mọi người có thể là cân nhắc những cái màu xe mình đang ý và mua xe cho nó hợp lý hơn ha. Thì ở cái phiên bản em này, riêng về em này trả góp, mọi người chỉ cần đưa trước tầm khoảng 5 triệu, 6 triệu là lên hồ sơ góp được nha. Giá cả rất là rẻ nha cả nhà. Rồi, một cái phiên bản tiếp theo của dòng Exciter bản 2024 thì sẽ có phiên bản cao cấp ha cả nhà anh. Em này là màu xanh zin nha. Thì đối với màu zin thì thường sẽ sử dụng cái phần tem chữ này là tem dán, nhưng mà cái hiệu ứng thiết kế nó rất là đẹp nha. Hiệu ứng mờ rồi đậm nè, đậm nhạt, đẹp và khá là nổi bật, cũng như là nó sẽ khác lạ hơn so với những cái phần tem trước ha. Em này thì là phiên bản cao cấp, có khóa thông minh, có cổng sạc nhưng mà không có phanh ABS ha cả nhà. Mẫu này hiện tại thì bên cửa hàng đang bán với mức giá chỉ tầm khoảng là 46 triệu 900 nghìn thôi nha mọi người. Anh chị mình đặt lịch mua xe sẽ hỗ trợ giảm thêm 2 triệu ha. Rồi, màu jean phiên bản ABS sẽ cho mọi người là màu trắng. Màu trắng này thì thiên về trắng ngà chứ không phải là trắng quá sáng nha. Màu trắng sữa hoặc là màu trắng ngà tùy theo mọi người gọi. Và tem này thì sẽ là tem màu nâu vàng nha cả nhà. Và sẽ có thêm mâm màu đồng màu với tem, rất là đẹp luôn ha. Thì em này chỉ có mức giá khá tốt. Và hiện tại thì phiên bản 155 ABS đang được giảm khá là sâu rồi. Thời điểm đầu tiên thì giá nó rất là cao, cho nên là ở lúc này mà giá nó giảm xuống em sẽ cập nhật ngay cho mọi người, để khi mà anh chị có nhu cầu mua xe thì chốt trong thời điểm này ha. 49 triệu cho một em có phanh ABS như thế này và chưa bao gồm giảm giá. Khi mà anh chị mua xe thì sẽ được hỗ trợ giảm thêm nha. Rồi, mình sẽ có thêm màu này thì đã giới thiệu cho mọi người rồi. Exciter 150 ha cả nhà. Exciter 150 bản màu sơn 3D chỉ từ khoảng là 44 triệu 700 nghìn. Một em màu xanh ngọc tem bạc đen như thế này. Mọi người mua góp thì đưa trước giúp em tầm khoảng 5 triệu, 6 triệu là lên hồ sơ góp được. Độ tuổi hỗ trợ cho khách hàng mình trả góp từ 18 đến 63 tuổi là mua trả góp được nha cả nhà. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân thôi, trả trước từ 20% giá trị xe thì sẽ nhận ngay gói cao quẹt gốc luôn. Đây là những chương trình em mới được áp dụng ưu đãi tại cửa hàng cho mọi người trong cái thời điểm này ha. Đây, màu sơn zin thì sẽ có hai phiên bản cho mọi người. Màu xám xanh và một em màu xám đen cho mọi người, đời 2023 bản mới nhất hiện tại ha. 43 triệu 500 nghìn chưa bao gồm giảm giá nhé cả nhà. Ngoài ra thì ngoài chương trình giảm giá, nhận sơn xe theo yêu cầu, rồi hỗ trợ tiền xăng xe cho cả nhà mình, thu xe cũ lên đời xe mới, thì bên em đang có vận chuyển xe toàn quốc các anh chị luôn. Cho nên những bạn nào mà xem được video là mình ở xa, muốn có nhu cầu mua xe những cái màu sơn 3D hoặc là thấy giá cả bên em tốt thì mọi người cứ liên hệ cho em để em hỗ trợ tư vấn cho mọi người đúng không? Nếu mà hợp lý thì mình chốt xe, em sẽ vận chuyển cho mọi người về địa điểm gần nhất để mọi người nhận xe nha. Phía sau em thì đang có rất là nhiều màu sơn của bản ẹt 155 đời 2023. Giá thành thì đang rơi vào khoảng tầm 43 đến 45 triệu nha cả nhà. Hỗ trợ góp thì từ khoảng 5 triệu là lên hồ sơ góp được. Anh chị mình đang có nhu cầu quan tâm thì liên hệ cho em Yến trực tiếp theo số điện thoại bên dưới màn hình. Em có sử dụng Zalo ha cả nhà. Mọi người đang có nhu cầu quan tâm thêm dòng xe nào thì nhắn tin cho em để được hỗ trợ tư vấn trước khi đến cửa hàng mua xe nha. Và nhận những cái chương trình ưu đãi đặt lịch trước sẽ được hỗ trợ giảm thêm 2 triệu nha anh chị ơi. Mọi người cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.